Xin chào mọi người, hôm nay gia đình mình sẽ đi đến một nơi rất là đặc biệt, đó là hội chợ Tết của người Việt mình nha. Thường thì khoảng 2 tuần trước Tết Nguyên Đán, hội chợ Tết sẽ được tổ chức ở một số các thành phố lớn với đa số người Việt sinh sống. Tùy thuộc vào từng thành phố thì sẽ có những địa điểm tổ chức khác nhau. Hội chợ Tết có thể được tổ chức ở chùa, nhà thờ hoặc là ở một số nơi cho thuê để tổ chức sự kiện. Ở Canada của mình vẫn đang là mùa đông nên mọi người sẽ thấy tuyết ở khắp mọi nơi. Hôm nay thì thời tiết đã ấm hơn một chút xíu nên tuyết đã tan gần hết. Những ai mà ở xứ nóng thì rất là thích tuyết đúng không? Đây là mặt còn lại của tuyết nè, rất là dơ luôn á. Mọi người thấy những cái núi cao á, không phải là đất đâu mà là tuyết á. Quay lại với chủ đề hội chợ Tết nha. Hội chợ Tết nếu mà được tổ chức ở chùa hoặc nhà thờ thì sẽ không tốn phí vào cổng. Nhưng nếu được tổ chức ở một nơi mà để cho thuê tổ chức sự kiện á, thì mình phải tốn phí để vào cổng. Tại vì cái ban tổ chức á, phải thuê cái mặt bằng để tổ chức hội chợ thì mình phải trả cái tiền phí để tham dự. Hôm nay gia đình mình sẽ đi hội chợ Tết ở gần nhà của mình. Nơi tổ chức sẽ là ở chùa. Chùa này sẽ cách nhà mình 20 phút lái xe. Chùa có tên là chùa Viên Quang. Theo thông tin quảng cáo thì hội chợ sẽ được tổ chức từ 12 giờ trưa cho đến 12 giờ tối với nhiều chương trình khác nhau như là múa lân, ca nhạc, chơi lô tô, xổ số với nhiều phần thưởng. Cùng với đó sẽ có các gian hàng bán thức ăn chay, bán quà lưu niệm, bán đồ trang trí Tết, bán áo dài, bán mỹ phẩm, vân vân. Mời mọi người cùng theo chân gia đình mình để xem coi là hội chợ Tết ở thành phố của mình sẽ được tổ chức như thế nào nha. Vì đây là lần đầu tiên mình tham gia hội chợ Tết sau vài năm sống ở Canada, nên mình cũng không biết là hội chợ Tết ở Canada được tổ chức như thế nào, diễn ra ra sao nữa. Nếu cả nhà mình có ai đã từng tham gia hội chợ Tết ở Canada và xem được video clip này thì có thể để lại bình luận cho mình biết là điểm giống và khác. Đây là con đường từ nhà mình đi đến chùa Viên Quang. Hai bên đường sẽ có rất là nhiều nông trại luôn. Những khoảng trống mọi người thấy phủ đầy tuyết á, thì mùa hè sẽ được trồng bắp và đậu. Thêm một điểm khác với Việt Nam nữa là ở Canada đa số chùa sẽ được xây dựng ở rất là xa khu dân cư. Sau 20 phút lái xe thì gia đình mình cũng đến chùa nè mọi người. Nhìn ở ngoài thì chùa rất là khác đúng không? Không giống với chùa ở Việt Nam mình một chút xíu nào hết á. Nếu mà không nói á, thì chắc mọi người không nghĩ ở đây là chùa đâu. Mà nghĩ ở đây á, là văn phòng hành chính hay là công ty hãng xưởng gì đó. Mọi người có thể nhìn thấy nè. Một bên này á, sẽ là chùa của người Việt. Còn cái bên đối diện á, sẽ là nhà dân nhưng mà là nông trại. Là đối diện sẽ không có nhà gì nhiều. Mình nghĩ phía bên này chắc là nông trại. Mùa hè thì cái khu đất trống này sẽ được trồng trọt thứ gì đó. Hội chợ thì bắt đầu vào lúc 12 giờ trưa. Gia đình mình hôm nay đến trễ, 2 giờ 30 mới đến đây nên đã có rất là nhiều xe ở trong bãi xe. Bây giờ mình phải chạy một vòng để tìm được chỗ đậu xe trước khi vào trong để xem cái hội chợ bên trong diễn ra như thế nào nha. Nhìn bên ngoài thì thấy khuôn viên của chùa rất là rộng rãi và thoáng mát nè. Đất trống rất là nhiều luôn. Sau 5 phút thì mình cũng đã tìm được chỗ đậu xe rồi. Đây là phía sau của chùa. Ở sau chùa thì có một cái tượng Quan Âm rất là lớn luôn. Đây là cổng sau của chùa nè. Nhưng mà hôm nay cổng sau bị khóa rồi, mình không đi vào được. Bây giờ mình sẽ đi vòng ra cửa chính để đi vào bên trong. Phía này là cổng trước của chùa, và phía trước chùa thì có để tên của chùa là chùa Viên Quang, là địa chỉ của chùa. Vì hôm nay đi hội chợ Tết nè, nên mấy mẹ con sẽ mặc áo dài để cho có không khí Tết nha. Lily với em này lần đầu tiên được đi chùa nè, nên đứa nào cũng thích hết á. Cửa chính bước vào thì chỉ có hai bức tượng này thôi, nhìn rất khác so với Việt Nam luôn đúng không mọi người. Mới bước vào bên trong á, thì đầu tiên á, sẽ là phòng tiếp tân, và kế đến nữa là văn phòng của chùa. Bên trong nữa sẽ là hội trường để tổ chức sự kiện và
phía trong cùng là đại sảnh mà nơi thờ Phật. Kế bên thì cũng có một cái số phòng khác nữa, và tất nhiên là sẽ có bếp thôi. Các gian hàng bán đồ thì sẽ được tổ chức dọc xung quanh của hội trường, đứng giữa sẽ để ghế và sân khấu để xem văn nghệ. Dọc theo đó thì cũng có để vài bàn tròn để cho mình mua đồ và có thể ngồi ăn tại chỗ. Không gian bên trong thì cũng không lớn lắm, chỉ vận vẹn có bao nhiêu đó thôi đó mọi người. Để được vào chính điện thì mình phải tháo giày dép ra và bỏ ở phía bên ngoài. Sau khi tìm chỗ để cất áo khoác và đồ đạc á, thì việc đầu tiên của đứa nhỏ vào tham gia sẽ là đây. Có một cái lâu đài hơi nhỏ xíu vậy thôi đó, mà đứa nào cũng thích hết trơn á. Đứa nào cũng xếp hàng để được vô chơi. Tại vì cái lâu đài hơi này cũng không có được to lắm á, nên cũng không được nhiều bé đâu. Một lần vô thì chỉ được khoảng 10 đứa thôi. Sau khi tụt xuống rồi thì phải chạy lại xếp hàng lại để được chơi thêm một lần nữa. Lily với anh này thì thích lắm, chạy ra chạy vô chơi mấy lần luôn. Còn Leo thì hơi nhát, mới chạy vô chơi có một lần là sợ không dám vô chơi nữa, vì nhiều đứa con nít quá rồi nhảy nhúng á, Leo sợ. Mình thì cũng không dám cho Leo vô chơi, tại vì có nhiều đứa lớn quá, còn Leo thì nhỏ, sợ Leo vô chơi bị bè tội nghiệp. Đi bên này ra. Rồi bây giờ tới thời gian là mình đi thắp nhang và lại Phật nha. Trong thời gian mấy em chơi trò chơi đó thì mình đã đi thắp nhang và lại Phật xong hết rồi. Bây giờ là tới lượt dẫn mấy em đi cho mấy em biết là đi chùa là như thế nào, và mình quỳ xuống mình lại Phật ra sao nha, rồi cách lại như thế nào. Lần đầu được đi chùa nên ba đứa cũng hơi bỡ ngỡ một chút xíu. Qua đây nữa nè Ly, đi qua đây. Ngồi xuống. Rồi ngồi xuống đây à. Chắc đi phải vô hướng dẫn nè, đi vô mới dám ngồi xuống để lại. Anh không thôi là anh sợ. Con kia ở đây. Con kia đó. Đó, rồi quỳ xuống. Quỳ xuống. Rồi, 1 2 3 lại. Truy ham. Rồi. Nó không khí bên trong chính điện á, nơi thờ Phật của chùa là chỉ có bao nhiêu đó thôi đó mọi người. Sau khi hướng dẫn cho đứa nhỏ lại Phật ở phía trước á, thì bây giờ mình sẽ dẫn đứa nhỏ ra phía sau để lại các vị Phật ở phía sau. Rồi ngồi xuống lại đi. Em này ngồi xuống lại chế nha. Ờ đúng rồi. Con wish đi. Con wish gì đó? Con muốn cái gì? Okay.
lại luôn. Ừ, chắp tay lại, lại chắp tay lại, lại chắp tay lại, hai chắp hai cái tay lại rồi lại. Ừ, lại đi, đi nghe. Phía bên kia cả người đàn ông đang đứng lại chỗ để thờ những người đã khuất mà người thân đã gửi vào chùa, để ở trong chùa, giống như là ở Việt Nam mình cũng gửi người thân vào chùa. Bây giờ thì mình sẽ đi một vòng để xem coi là những gian hàng ở đây bán những món gì nha. Chỗ này thì có bán những chậu hoa Tết tự làm nè, rồi đèn để trang trí nè, với lại những cái vòng chầm để đeo, rồi bao lì xì nữa. Qua đây thì là khu bán đồ ăn chay, như có bò kho chay, cá thu chay, gà kho đặc biệt, rồi gà sợi, rồi gà lá chanh. Tất cả những món này đều là món chay hết nha mọi người. Có chả giò, có bánh trần, có bánh ướt, chả lụa chay, bánh tét, bánh chưng, bánh bao, có bánh cam nữa. Bên này thì có bán những món hồ tây cũng giống như bên kia, nhưng mà có thêm mì xào nè, ổi cuốn nè, ớt sa tế nè, các loại đồ kho chay. Những món ở đây thì rẻ nhất là 5 đồng, còn mắc nhất là 20 đồng nha, là có giá từ khoảng 90.000 tiền Việt Nam cho đến 360.000 tiền Việt Nam. Phía này thì có bán gỏi kiến vua nè, rồi chả lụa chay, rồi đậu hũ. Đó, mọi người thấy không, có bánh chuối chiên nữa nè. Bên này thì là bán mỹ phẩm nè, dầu gió nè, dầu gió xanh, nước trắng, nước vàng, rồi dầu để sức, rồi các loại sâm. Bên này thì có bán áo dài nữa nè. Khu vực này là chỗ để mình cúng tiền công quả cho chùa. Mọi người ở đây thì đang ngồi chờ để dành chỗ cho chương trình văn nghệ. Bắt đầu thì sẽ có múa lân truyền thống, sau đó sẽ có chương trình ca nhạc và trò chơi lô tô xổ số. Bên này là gian hàng bán bánh mứt Tết nè, đồ trang trí Tết nè, các loại trang trí để mình treo cái cây mai đào, còn bán hạt giống nữa. Một số món ăn vặt của Việt Nam, tẩu nè mọi người. Và phía bên kia thì cũng có bán áo dài. Qua phía bên này thì có bán bánh bía nè, 5 đồng, bánh bía 4 cái, 90.000 đồng nào. Đây mọi người biết người ta đang bán món gì không? Nước mía đó, nước mía và cà phê sữa, một ly là 5 đồng.
90.000 tiền Việt Nam. Chỗ này là bún bò khoai tây nha. Bún khoai tây thì đã được sơ tô sẵn cái gì đó. Khi nào ai mua thì người ta chỉ chan nước súp lên thôi. Có bàn cho mình để gia vị vô thêm nữa nè. Còn bên kia là quầy bán bánh, có bánh bò nướng với bánh kẹp, là một số loại bánh nữa của Việt Nam. Có bán bánh mía và nước dừa nữa nè. Bây giờ các anh chị em đang đi dạo để bán vé cho lô tô. Xin mời quý vị và các bạn ủng hộ cho chùa. Vé 5 đồng một vé thôi quý vị nhé. Xíu nữa là ngay lô tô vui lắm nha. Ok. Mong quý vị và các bạn ủng hộ cho nha. Chúng tôi đã đi vòng vòng và hỏi bà con ủng hộ vé lô tô chỉ có 5 đồng vé thôi. Còn mình trúng thưởng nữa mà. Vui lắm nha. Sau cỡ vài bản nhạc thì chúng tôi sẽ dành thời gian để trò chơi lô tô cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Mong quý vị ủng hộ cho chùa. Quý vị ơi, đây là nhân dịp đầu năm, thế nhưng mà Thanh Long xin thay mặt thầy và ban tổ chức gửi lời chúc Tết đến quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và dồi dào sức khỏe. Giống như anh Thanh Long vừa nói, tối hôm nay rất là nhiều trò chơi, đặc biệt rất là trò chơi lô tô sổ số nha. Chúng tôi sẽ đi bán lòng vòng, mỗi vé chỉ có 5 đồng thôi, và sẽ có một cái đội ngũ chơi lô tô rất là chuyên nghiệp luôn, sẽ không làm quý vị thất vọng. Mong quý vị ủng hộ cho chùa, mỗi vé 5 đồng. Bạn vô là còn một loại nữa quý vị nhé, là 5 đồng là một cái vé mình bỏ cho cái lòng vòng qua kìa, là cái đó còn trúng lớn nữa nha, trúng là iPhone nè, trúng là tablet nè, trúng Apple Watch nè, và nhiều giải nữa. Xin mời quý vị và các bạn ủng hộ cho nha, cũng là 5 đồng một vé quý vị ơi, đó bỏ vô cái lòng qua chỗ đó đó, quý vị ủng hộ cho chùa nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Sau một hồi đi một vòng thì cuối cùng mình cũng đã tìm được ghế ngồi nè mọi người. Cảnh đó là sẽ ngồi ở ngoài để xem văn nghệ một chút rồi về. Nhưng mà chương trình Múa Lân á lại được diễn ra ở chính điện trước. Sau khi lân được múa ở chính điện xong thì phải di chuyển ra ngoài để lân múa phía ngoài và chương trình văn nghệ mới bắt đầu. Đây là tiết mục lân lạy Phật, rồi mọi người cùng xem nha. Còn khán giả ngồi xung quanh thì đã chuẩn bị bao lì xì trong tay hết rồi. Sau khi mà lân múa xong thì sẽ chạy vòng vòng để nhận tiền lì xì từ khán giả.
Thích đi đó, chuyện thích nghe đi, còn nghe đi. Sau tiết mục lân lạy Phật xong thì hai con lân sẽ di chuyển ra ngoài sân khấu để tiếp tục múa và nhận thêm tiền lì xì của khán giả. Khán giả ủng hộ rất là nhiều luôn nè, cho tiền lì xì cho Lân rất là nhiều luôn. Lân nhận tiền lì xì mà không có thời gian để lấy bao lì xì trong tay thầy đó mọi người. Được bao lần xì á thì chương trình của Lân cũng đã kết thúc. Tiếp theo sẽ là chương trình văn nghệ mừng xuân, rồi sẽ đến lô tô xổ số. Nhưng vì mình có con nhỏ không thể ở lại lâu được nên mình phải về sớm thì rất là tiếc luôn, nhưng mà mình cũng phải về thôi. Hy vọng là năm sau gia đình mình sẽ tham gia được những hội chợ của người Việt như thế này nữa và sẽ quay lại video cho mọi người xem nha. Mừng xuân đi lạc, chúc mọi người mọi điều tốt lành, happy new year, bye.